hướng dẫn cách sử dụng, cách làm cả chiếc 12A. Trước tiên chúng ta cần một nắp hộp mực để chuyên để các loại ốc và các loại lò xo, cùng có kìm, tu lô vít, bút cạnh và đặc biệt là móc để lấy các loại chốt. Sử dụng dụng cụ làm sạch như là bóng bóp. Trước tiên chúng ta dựng dọc cả chiếc 12A lên, tháo hai ốc ở phần bưởng gá. Ốc tháo nắp bưởng lên đây, chúng ta tháo trống, một tay đặt vào đây đẩy ngược trống lên, rút trống ra. Ta dùng kìm cắt trục cao su ra. Sau đó ta sử dụng dụng cụ móc để lấy các loại chốt sắt gá ra hai má cá chích với nhau. Như thế thấy nó đã lòi ra đây. Sử dụng kìm để nhấc nó ra. Tách cả cá chích ra làm đôi. Cá chích 12A bao gồm một bưởng để sử dụng mực và bưởng mực thải. Về phần mực thải, mực thải sẽ nằm sau gạt lớn. Chúng ta sẽ tháo gạt lớn ra để đổi mực thải. Tháo đều hai má. Đây là gạt lớn. Mực thải sẽ nằm ở đây. Chúng ta sử dụng, sau khi đổ mực đi, chúng ta sẽ sử dụng bóng bóp để làm sạch. Về phần hộp mực, khi tiến hành đổ mực, chúng ta sẽ tháo ốc ở bên đầu trái, phần có tiếp mát. Nhẹ nhàng tháo bưởng, một tay giữ trục từ, nhẹ nhàng tháo bưởng. Vì trục từ có lò xo và có đầu chốt nên chúng ta phải rất nhẹ nhàng khi tháo nó ra. Chúng ta có hai cách đổ mực, một là đổ mực vào đây và hai là đổ mực vào khay mực. Vậy là tôi hướng dẫn tháo. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách lắp. Chúng ta làm ngược lại tất cả quy trình ban đầu. Trục từ cũng có hai đầu bạc, tuyệt đối không bao giờ được làm mất hai đầu bạc. Nhẹ nhàng lắp má bên trái của trục từ vào. Đẩy nhẹ và ấn đầu bên này xuống để ăn vào khớp. Sau đó bắt vít. Chúng ta lắp xong phần bưởng mực. Đối với phần bưởng mực thải, chúng ta sẽ lắp gạt vào, đập từng đầu một. Khi chúng ta là dùng sử dụng mực nên sử dụng loại vít có từ để giữ ốc không bị rơi. Bắt nhẹ từ từ và làm dần hai đầu, bắt đều tay để tránh cho gạt có tình trạng cong hoặc là lệch. Khi gạt cong hoặc lệch sẽ tạo ra mực in sẽ bị mờ hoặc không đều tùy từng chỗ. Chúng ta sẽ bắt dần hai đầu. Vì khi nào cảm thấy căng tay thì dừng. Chúng ta tiến hành ghép
hai máng và chích lại. Lưu ý bưởng mực thì cầm bên tay phải và bưởng mực thải cầm bên tay trái. Chúng ta nên bóp chặt ở phần sau để các phần chốt lỗ thông với ăn dơ với nhau. Chúng ta đặt chốt. Được sử dụng chuôi Tolovit gõ nhẹ để chốt vào. Sau đó chúng ta lắp trục cao su, lắp từng đầu và chống. Sau đó ta lắp bửng nối. Lưu ý khi lắp bửng nối, dùng hai ngón tay đặt nhẹ chống ấn vào để phần dơ ở trên ăn khớp với nhau. Đây là tôi hướng dẫn xong.